Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, nhóm tổng kết bốn các vấn đề quốc phòng, an ninh đối ngoại có chương trình làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Thượng tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trưởng đoàn khảo sát và ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng lương nguyễn minh triết cùng chủ trì buổi làm việc cùng dự có đại tá đỗ thanh xuân phó chủ nhiệm chính trị quân khu 5. tại buổi làm việc các đại biểu đã nghe báo cáo tổng tắt tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công tác quốc phòng an ninh và đối ngoại trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng các đại biểu cũng đã thảo luận trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề này đây là hoạt động góp phần cung cấp những căn cứ lý luận và thực tiễn để Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đất nước. Trọng tâm là đánh giá tổng quát các vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. Qua đó dự báo tình hình, đề xuất và kiến nghị quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục đề ra những sách lược soát đúng, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.